Chẳng biết từ bao giờ, hồn lúa và hồn Việt đã kết duyên cùng song hành, theo dệt nên một sợi dây tình cảm khăng khít không thể tách rời. Mối duyên ấy như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa chiến tranh và hòa bình, giữa văn hóa và lịch sử, giữa đời sống vật chất, tinh thần với những giá trị to lớn. Quê hương ơi có gì hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.